Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Hùng đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hai anh em chúng tôi đang có mặt ở Quảng Bình để khảo sát cho nhà anh Vũ. Thì mời các bạn theo dõi cung đường gần nhà anh Vũ. Vâng, đây là cung đường tới gần nhà anh Vũ. Thì chúng tôi đang ở cầu Lý Hòa, Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Thì xin mật mí với tất cả các bạn. Thì hiện nay trên thị trường, công ty Kisato chúng tôi là công ty duy nhất trên thị trường phục vụ khách hàng tại 63 tỉnh thành và là công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế áp dụng công nghệ mới từ khâu khảo sát tới khâu thiết kế để cho khách hàng và kiến trúc sư có thể phối hợp chặt chẽ với nhau cho ra một ngôi nhà đầy đủ công năng, tiện nghi và mang phong cách riêng của khách hàng. Vâng, và hẹn gặp lại các bạn ở tại nhà anh Vũ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi đã có mặt tại nhà anh Hải ở Bố Trạch, Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Thì đây là đường quốc lộ. Thì gia đình gia chủ thì muốn xây, muốn nhờ anh em chúng tôi về thiết kế cho anh một căn nhà vườn. Thì đây tôi sẽ quay cho các bạn diện tích khu vực xây dựng nhà anh. Thì anh muốn bố trí nhà vườn lùi sâu vào trong. Bên cạnh này là nhà anh trai, hàng xóm. Anh trai bên kia, bên này là hàng xóm. Và đây là khu nhà cũ của anh Hải và bác trai bác gái đang ở và vợ chồng anh đang ở. Thì sau này khi mà xây dựng xong sẽ phá khu nhà cũ này đi. Thì diện tích xây dựng thì anh muốn xây lùi sâu vào trong. Thì từ khu vực cái bể nước này, chiều rộng thì sẽ sang đến nhà anh trai anh Hải thì là 12,8m. Và chiều sâu đến khu vực bà chuối kia, đến cuối vụ bà chuối này là 11,3m. Thì chúng tôi sẽ dự trù và có thể là sẽ lấn lên 1m hoặc 1,5m gì đấy. Thì diện tích xây dựng chúng tôi bố trí cho anh tầm 140m2 để bố trí được 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ. Bố trí được 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp ăn và vệ sinh. Thì hướng chính nhà anh Hải sẽ hướng ra mặt đường. Và cấp nước thì nước sạch, đường nước và đường điện. Đường nước và đường điện khu vực nhà cũ này. Thoát nước thì ra sau nhà. Sau nhà anh Hải là vườn, là ruộng vườn nhà hàng xóm. Thì hướng chính mặt tiền đây là hướng bắc. Rồi, xin cảm ơn các bạn.